tạm đình chỉ hai lãnh đạo xã vì để đám tang đông người làm lây lan dịch. Tại một đám tang ở xã Yê Nam, huyện Yê Hát Leo, Đà Lạt đã có trường hợp F0 đến viếng, tiếp xúc với nhiều người, làm lây lan dịch bệnh. Cả chủ tịch và phó chủ tịch xã đều bị đình chỉ công tác. Tối mùng 5 tháng 9, trao đổi phóng viên Dân Trí, ông Nguyễn Văn Hà, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yê Hát Leo, xác nhận huyện đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối chủ tịch và phó chủ tịch của xã Yê Nam vì lơ là trong công tác phòng chống dịch. Theo đó, ông Nguyễn Văn Nhiệm, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yê Nam và ông KP Y Trức, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yê Nam bị tạm đình chỉ công tác vì để người dân tổ chức đám tang đông người, vi phạm chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, một phó chủ tịch khác của xã này cũng bị phê bình, kiểm điểm trách nhiệm liên đới vụ việc này. Trước đó, theo chủ tịch huyện Yê Hát Leo, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8, đám tang tại xã Yê Nam có rất nhiều người đến viếng. Trong đó, có một người ở huyện Krông Beka là F0 đến viếng rồi tiếp xúc với hơn 100 người và những trường hợp F1 này đều được huyện đưa vào khu cách ly. Tại địa bàn xã Yê Nam đến nay đã ghi nhận tới 70 ca mắc COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, ba buôn của xã Yê Nam đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Các địa phương còn lại thực hiện chỉ thị 15 với nhiều biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ.